Anh em có nhu cầu mua hàng Free Fire, truy cập ngay web vàng24h.com, uy tín, nhanh gọn và tính bảo mật cao. Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Láo Gió đây. Đến với cái trận đấu ngày hôm nay thì sẽ tiếp tục là một trận đấu solo danh anh em ạ. Đó, mình sẽ chọn ngay cái đầu đường bay để nhảy xuống. Tự dưng hôm nay khu lò rèn đông ghê. Nãy giờ thì thấy một mớ trong cái máy quét cơ. Tiếp tục là tiến vào căn nhà mà mình thường hay tiến vào. Hôm nay thì mình đang sử dụng bộ trang phục nam trong cái gói 34 huyền bí. Hiện tại thì gói trang phục này đang mở bán trong shop với cái khuyến mãi là giảm giá 30%. Hiện tại thì chỉ còn 1.399 kim cương thôi. Đó, anh em nào mà có nhu cầu thì có thể vào shop và ghé. Kill đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay của chúng ta. Tí nữa thì mình cũng đứt. Bạn nào mà đang có ý định mua thì coi như là đây sẽ là một cái trận đấu giờ view cái trang phục này đi. Mặc dù theo nhận xét của cá nhân mình ấy, thì cái bộ trang phục nam nó không đẹp bằng cái bộ trang phục nữ. Mình sẽ giờ view bộ nhân vật nữ ở cái video sau anh em nhé. Còn trận đấu ngày hôm nay thì mình sẽ giờ view nhân vật nam thôi. Cái bộ tóc ấy, lúc ở ngoài trận đấu, cái ở ngoài sảnh chờ ấy, thì nhìn nó rất là gớm. Nhưng mà anh em nhìn mà coi, vào game nhìn lại rất là điển trai. Mình có nhớ là 34 người ta đội cái mũ mà nó có cái lông gà ở trên mà đúng không? Tự dưng nay lại thấy cái đầu 34 bù xù như kiểu cái bang vậy. Y hệt luôn. Ngày xưa thì mình có xem mấy cái phim hoạt hình như là cây đèn thần Aladdin ấy, với lại cái tấm thảm gì bay bay đó. Thì mình nhớ là 34 người ta đội mũ mà đúng không? Xong rồi có cái lông gà đằng trước ấy. Tự dưng Free Fire lại xuất hiện gọi là tộc người 34 mới. Ôi, mới bắn được mấy viên bạn ấy đã nấp kịp. Mình sẽ đi sang đây kiếm thêm chút đồ. Có bắn nhau kìa anh em ơi. Để xem mình có ăn hôi được hay không. Ok, một viên đạn lạc bay luôn vào cái đầu cái thanh niên đang chạy kìa. Tính ra số mình cũng hên đấy chứ. À, có người nữa này. Đù, mới bắn được đúng một viên vào đầu. Còn đâu bạn ấy né gọi là không trượt một viên nào. Mình để xem là bạn ấy chạy đi đâu. Đâu nhở? Mình nhớ là chạy vào căn nhà này. Mỗi tội là không biết là bạn ấy đang chạy ở hướng nào. À, đây rồi. Lơ nga lơ ngơ. Ý gì như một trò đùa. Điều đạn tiểu liên hết. Có lẽ là mình sẽ chuyển sang bắn pha mát luôn. Mặc dù là mới có cái tay cầm 1 thôi, nhưng mà cũng bắn được, không sao. Giật tí cũng được. À, có tay 2 rồi. Đó, ngắm 2x luôn. Đấy, cho anh em xem mặt hoàng tử 3T một tí. Thực ra đúng ra thì nó là hoàng tử 34, nhưng mà mình quen gọi là 3T rồi. Anh em biết 3T là gì không? 3T là bánh mì chứ là cái gì đâu. Mình quen mồm nên mình gọi thế cho nó chuốt. À, MP40. Đó. Có súng cận chiến thì đổi luôn sang MP40 luôn. Ska thì mình không có cần. 6 bình máu. Khá là êm xuôi. Ui, phía sau có người. Mình xin cái đầu. Đừng có đùa với hoàng tử 34.
tóc xù xù một tí thôi. Được cái quốc gia lại có nhiều tiền. Mình đang rất cần một cái tay ba cho cây Farmat, hoặc là giá đỡ súng cũng được. Để xem anh chàng này có hay không nào. 3 lô 3 tay 2. Ui, phóng lựu này. Có một viên. Bắn tạm về anh em ạ. Hai viên cũng là tốt rồi. Nhiều đồ ra phết đó chứ. Bây giờ thì mình nên vào bo thôi. Quên mất là mình ở trong bo rồi. Nhiều khi cứ ngáo ngáo có gì anh em ạ. Rõ ràng ở trong bo rồi mà lại còn bảo vào bo. Tại vì là ban nãy mình không có nhìn lên cái minimap. Mình cứ nghĩ là mình ở ngoài bo. Thế vừa ngó lên cái minimap thì nó thấy nó ở trong bo rồi. Ủa, thằng nhiên nó chạy này. Bom kêu hay đấy bạn ơi. Nhưng mà mình sẽ công luôn. Núp đi. À, hết phóng lựu thì mình chơi lựu đạn. Rồi. Anh chàng chết vì lựu đạn. Hơi buồn. Nếu mà bạn ấy mà tránh sang bên đây ấy, thì lại sẽ gặp mình mà thôi. Nên là số bạn ấy gọi là số chết rồi. Trừ khi bắn chết được mình. Cầm tạm Spat 12 vậy. Không biết là cái cây MP40 ban nãy mình vứt đâu. Đó. Rồi. Không biết là cái cây MP40 mình vứt ở đâu. Nên là mình sẽ cầm luôn cây Spat 12 luôn. Mặc dù là mình lâu lắm rồi mình không bắn sọt gun với lại bắn Spat 12. Hôm trước thì có chơi thử lại một lần. Nhưng mà thấy vẫn cứ ngao ngáo của gì ấy. Đang quen bắn MP40 sướng. Dưới đây thì cây tăng giáp nó bị ăn. Rồi, có lẽ là mình nên chạy rìa rìa vòng bo để kiếm thêm những thanh niên chạy bo. Cái bo 1 này thì nó cũng không thấm lắm anh em ơi. Không biết là anh em biết chưa, đối với cái vòng bo 1 này thì nó sẽ trừ 1 máu trên giây. Nếu mà anh em đang ăn nấm ấy, hoặc là có nấm ấy, thì nó sẽ trừ 1 nấm thay vì là trừ 1 máu nhá. Đó, cho những bạn nào mà thích kiểu đi núp xong rồi đợi bo thu xong mới lút ấy, thì có thể áp dụng. Mình thấy nhiều bạn chơi danh ấy, đa phần là lúc xuống một phát là tìm chỗ nào ngoài rìa vòng bo núp. Sau khi mà bo thu xong ấy, bo một thu xong nhá, thì bắt đầu đi lút đồ. Khá là hay, chiến thuật cũng được đấy. Nhưng mà anh em nên nhớ là phải mang thêm lửa chạy đi thì mới có thể sống được. Chứ không may mà không nhặt được máu hay là không nhặt được nấm là móm luôn. Đi đâu? Thêm một kill. Như vậy là trên bản đồ chúng ta chỉ còn có 19 người. Ui, trước mặt con người. Làm gì mà căng thế bạn? Động xanh. Mình đặt quả bom keo hơi lỗi một tí. Nhưng mà chắc là anh chàng kia cũng không bắn ở đâu. Anh em nào mà cũng hay bị cái lỗi đặt tường băng hở ấy, thì nên lưu ý là khi mà mọi người đặt tường băng ấy, thì anh em kéo cái tâm súng xuống dưới đặt thì nó sẽ không bị hở như thế kia. Ở những cái địa hình như kiểu như là hàng rào hay gốc cây hay là có cái gì đó cản phía trước. Ui, có nhiên bắn phía sau mình. Tính ra là mình đã bị kẹp giò. Nhưng mà mình muốn tiêu diệt thanh niên ở hòn đá trước. Bạn kia vẫn nấp rồi thì mình quay lên đây vậy. Có thể là sẽ chân tròi.
bình tĩnh nào. Vào bóng các bạn ơi. Bạn ấy vẫn quyết tâm bắn cái tường băng của mình. Một viên vào đầu. Mình sẽ tiếp cận mình chơi bạn này luôn. Này thì công mình này. Công hộ đi. Ok. Đừng đùa với Spart 12 chứ. Spart 12 của mình bắn hơi bị xa đấy. Đùa thôi. Chứ cái cây Spart 12 này bắn xa thật đấy em ạ. Bình thường đã bắn xa rồi. Chỉ có cái cây shotgun là nó bắn hơi ngắn một chút. Tính về những cái cây shotgun thì cây Spart 12 là cây mạnh nhất trong 3 cây. Mình đấy là mình nói cả cái cây M1873 nhá. Cái cây súng chuối ấy. Nhưng mà bắn cái cây Spart 12 này mệt lắm. Cái kia cứ dí là xong. Cái này cứ phải ấn nút bắn liên tục. Vừa mỏi tay mà lại vừa không chuẩn đấy chứ. Ok, khu vực này chắc là hết người. Mình sẽ tiến dần dần vào trong. Có nên đi cáp treo xuống thị trấn không ta? Hiện tại thì giáp của mình còn một tí xíu nữa là nát. Mình nên tìm một cái tăng giáp ở đâu đó. Mà ở dưới đây thì tìm đâu ra đây? Các bạn ấy bắn nhau kệ các bạn ý. Chúng ta còn tới tận 15 người cơ mà. Bình thường những cái trận đấu mà mình chơi ấy, thì cái bo 1 thu xong thường là nó chỉ còn có 15 người. Nhưng mà đằng này cái trận này bo 2 thu xong rồi mà vẫn còn 15 người. Chứng tỏ về cuối game sẽ gắt đây. Mình cần một cái giáp. Ở dưới cái cảng bên dưới sẽ có một cái tăng giáp. Nhưng mà không biết là có ai ăn hay chưa. Rồi. Có anh em ạ. Mình sẽ lên con xe và đi cho nhanh. Công nhận là nhớ được những cái điểm mà có tăng giáp cũng lợi phết chứ đâu phải đùa. Anh em chơi game thì cũng cố gắng nhớ những cái này nhá. Tại vì cái này nó cũng đâu có khó nhớ đâu. Chỉ có một vài điểm cố định. Tí nữa thì đứt. Làm gì mà gắt thế. Bạn cứ đứng đây nha. Đứng im đấy. Mình xin cái đầu. Bắn mình mà lại đứng im thế kia. Buồn thế nhở. Vừa được cái giáp lành thì cái mũ nó lại hư. Chớ trêu thế không biết. Mà anh chàng này thì chắc chắn là không còn mũ rồi. Tại vì là mình vừa mới làm mấy phát vào đầu. Đó, chuyển sang bắn MP40 luôn. Ui. Trâu thế. Ơ ờ. Lát này em ơi. Lát này. Bên kia bị lát rồi. Dí dí gãy cả súng mà không chết. Bên dưới cái chỗ mà mình vừa nhặt tăng giáp cũng có bắn nhau. Nhưng mà mình đang trong bo nên là không có gì phải lo cả. Cái bo tiếp theo mình cũng gần. Ngon thế không biết. Mình sẽ cố gắng sang bên này để công cái thanh niên mà bắn nãy bị lát. Đâu rồi?
cầm P40 công nhận là yên tâm hẳn anh em ơi. Yên tâm hơn là cầm Spark bao nhiêu. Chạy đi đâu? À, bên dưới gốc dừa còn một thanh niên. Cứ bình tĩnh thôi nào. Chúng ta còn 7 người. Mình đang ở giữa vòng bo. Mà mình thề với anh em luôn, càng ở giữa bo thì càng lo. Một thanh niên nữa đã bị tiêu diệt. Tại vì là khi ở giữa bo thì sẽ bị nhiều thanh niên xung quanh bo bắn vào. Nhưng mà hên cho mình là mình đang ở một cái vị trí khá cao, gọi là đắc địa rồi. Một thanh niên trong ngôi trường học. À, lên đây rồi à? Ngáo ngơ. Này thì đặt tường băng này. Căng thế. Mình đang giao tranh cơ mà. Tuyệt vời. Thêm một kill. Đó anh em thấy không? Bắn nhau một cái thôi là 3-4 bên cơ hội liền. U3. Tuyệt vời. Nấp đi bạn trẻ. Ơ, không phải ở gốc cây à? Hay là ở bên cái barrier kia? Thôi, bỏ đi. Thêm một thanh niên. Có một bạn đang chạy bên phía bên ngoài. Chúng ta còn 3 người. Như vậy là mình cũng xác định được hết vị trí của những thanh niên còn lại. Một bạn thì mình vừa bắn, với lại một bạn thì bên phía cái barrier bên kia. Dễ cho mình rồi. Lên xe thế nào. Mặc dù mình là một con người không thích đi xe cho lắm, nhưng mà cái trường hợp này thì không thể nào mà không đi xe được anh em ơi. Ủa cua. Ồ, ra bo kìa. Này thì ra bo. Thanh niên cuối cùng đâu rồi? À, gốc cây à? Ô, mình chết kìa. Thông minh đấy bạn trẻ ơi. Nhưng mà cuối cùng thì bạn cũng chết dưới tay mình rồi. Ok, thì trận đấu ngày hôm nay của mình đã tiếp tục được rồi nhân giống. Nếu mà anh em có bất kỳ băn khoăn hay là góp ý gì cho video của mình thì cứ comment ở bên dưới nhá. Cuối cùng là cảm ơn tất cả những người anh em đã theo dõi video này của mình. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Tạm biệt và chúc mọi người một ngày thật là tốt lành. Bye bye.